Đây là chậu cây cánh tiên, hay còn gọi là cây thanh điệp. Cây cánh tiên này đã được tôi trồng ở đây khoảng 8 tháng. Cây ban đầu mua về trồng ở dạng giâm cành, cây chỉ cao khoảng 20 cm. Đây là một loại kiểng có tốc độ phát triển nhanh. Hiện tại bụi cánh tiên này đã đạt chiều cao khoảng 80 cho đến 90 cm và tạo thành một dạng bụi tròn. Loại cây này có kiểu hình hoa khá đặc biệt, với bốn cánh màu hồng nhạt và một cánh màu tím. Đồng thời, vòi hoa cuộn lại, trông xa như những con bướm hoặc những bà tiên. Do đó, cây có tên gọi là cây cánh tiên hoặc cây thanh điệp. Loại kiểng này hoa thường mọc ở đầu cành. Mỗi cành như vậy có từ 15 đến khoảng 20 bông hoa tạo thành một chùm hoa. Hoa cánh tiên không có mùi thơm, một bông hoa như vậy nở khoảng 2 đến 4 ngày thì tàn. Về cách trồng cây cánh tiên, đây là một loại kiểng tương đối dễ trồng, cây có bộ rễ phát triển khỏe. Đồng thời nhu cầu nước của cây này rất cao, do đó nếu như trồng ở ngoài trời, cần trồng ở chậu to và tưới nước thật nhiều cho cây. Trung bình mỗi ngày có thể tưới nước một lần vào buổi sáng và đến trưa có thể kiểm tra lại, nếu phát hiện cây có hiện tượng héo rũ, có thể tiến hành tưới thêm nước cho cây. Cây cánh tiên ở vườn tôi đang trồng ở vị trí bên dưới một lớp lưới lan. Ở vị trí này, cây nhận được khoảng 50% lượng nắng gián tiếp. Trên đây là clip giới thiệu sơ lược về cây cánh tiên hay còn gọi là cây thanh điệp.